bỏ bớt Tết âm lịch, thì theo em nghĩ là cái đổi mới như vậy em có tán thành hay không? Và em suy nghĩ như thế nào về cái đổi mới đó? Châu Á mình thì có nước Nhật là đã bỏ Tết âm lịch rồi và ăn cùng với Tết dương lịch luôn. Thì em nghĩ là thật sự cái việc mà đổi mới đó nó sẽ có những cái mặt lợi nhất định. Thứ nhất là về mặt kinh tế. Tại vì khi mà mình ăn theo cái lịch vừa dương mà vừa âm như bây giờ á, thì coi như là khoảng thời gian mà tháng 1, tháng 2 đó là coi như là bỏ đi rồi đó. Đặc biệt là khi mà những công ty nước ngoài mà họ phải làm việc với những sếp nước ngoài như thế nào đó, là nguyên một cái tuần nghỉ lễ đó là cực kỳ tốn rất là nhiều tiền cho mọi người. Tại vì công năng thì không có, phải thưởng Tết và làm rất là nhiều những cái quà Tết rồi lễ như thế nào đó. Nhưng mà em nghĩ nó có cái mặt lợi của nó nếu như mình bỏ cái đó. Nhưng bù lại, nó là về văn hóa của mình. Rất là nhiều người mình chỉ trông là được những cái ngày Tết để mà mình về quê. Và Tết âm lịch nó là một cái gì đó nó rất là linh thiêng. Càng ngày thì Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều những cái thậm chí bây giờ mình ăn cả Halloween, mình ăn cả Valentine rồi Thanksgiving mình cũng có. Nhưng mà Tết âm lịch nó là một cái gì đó nó rất là quý giá. Nó là một cái gì đó mà mình đã hình thành cả ngàn năm rồi. Em đang nói về giá trị tinh thần Dạ. và cái tâm lý khi người ta hướng về một cái gì đó linh thiêng, và mình nói về tín ngưỡng đúng không? Nó cũng có một cái điều rất là hợp lý ở đây, là nó hình thành nên cái thói quen và cái tư duy của mỗi một người Việt, là cái Tết âm lịch nó đủ lâu để chúng ta nghỉ ngơi và về với lại gia đình. Thì còn Tết dương lịch thì nó chỉ trôi qua có một ngày một thôi. Dạ. Cái đó nó cũng hợp lý. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Thành nói thử xem các bạn có đồng ý không nhé, là ngoài về giá trị tinh thần, thật ra nếu đúng như Thúy Vân nói là bỏ đi những cái mặt hại của nó là nghỉ lâu quá, chúng ta xét một tí về giá trị vật chất mà nó có nhé. Khi mà người ta nghỉ lễ chỉ có cái ông chủ là ông mệt thôi, mà cái ông chủ là cả một năm ông ăn rồi. Thì bây giờ cái năm cuối là cái năm mà ông phải trả lại cho những cái người làm cực khổ cho ông cả một năm. Là cái những cái con người mà cả đời người ta không có ăn uống gì trong đây đó, người ta làm cực lắm. Thì cái Tết ta mới được tiền thưởng, người ta mới được nghỉ ngơi. Trước tiên là mình lợi được về sức khỏe này đúng không? Cái lợi thứ hai là các bạn có tưởng tượng được là trong những cái ngày nghỉ lễ đó thì mới đi ăn chơi, tiền nó mới ra. Các bạn ơi, nếu mà tính về kinh tế đó là vận hành kinh tế, đó là luân chuyển của xã hội, tiền nó mới đi. Chứ một năm mà người ta chỉ có làm việc không, ai xài. Đúng không? Làm về ngành du lịch là phải nghỉ nhiều. Đấy, về ngành du lịch là người ta đang là gọi là kích thích kinh tế nhá. Là hiện nay là đang là thoải mái về cái điều đó. Thành thử ra là có một số những cái thống kê người ta nói rằng là người Việt chúng ta chỉ biết kiếm tiền thôi mà không có tận hưởng. Rồi bản thân á, người ta bị lười biếng dần á. Như vậy thì chúng ta không có vui vẻ và hãnh diện gì với cái thống kê đó. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là người ta nói giỡn với nhau á, là người ta ăn cứ như là người Việt mình mà cứ mỗi tuần ăn Tết á, nhiều khi lao động và kinh tế nó lại còn đi lên hơn. Em thấy nếu mà tuần nào mà cũng có một cái Tết âm lịch giống vậy á, chắc anh chị em nghệ sĩ tụi mình đi xô sặc máu luôn. Đó. Chứ không có cái mùa gọi là mùa ế xô đâu. Thấy không? Coi như là mùa nào cũng là mùa event. Sẽ không còn câu ra duyên anh cưới em. Đó. Tháng nào cũng có thể cưới. Thành thử ra đôi khi nó có những cái hay riêng của nó. Dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn tìm cách đổi mới cho tốt hơn, tại vì không tốt hơn mình không có muốn mới làm cái gì. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đổi mới như thế nào để phù hợp. Tôi dùng từ phù hợp thôi, cho suy nghĩ của mỗi con người là tốt nhất. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện về đổi mới. Dĩ nhiên sẽ còn rất là nhiều những câu chuyện khác, nhưng mà thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình với những cái chủ đề khác của ba chữ còn lại, và tiếp theo sẽ là chữ niên. Hồi nãy mình đang nói dở dang về câu chuyện của Tết âm lịch. Thì trong cái giờ giải lao á, Trấn Tài có nghe Thiên Lý nói về một cái câu chuyện khá là dễ thương về Tết âm lịch. Là cái ngày Tết đó là cái ngày của gia đình, ta sum họp nhau. Đối với em thì cái ngày Tết âm lịch là một cái ngày vô cùng đặc biệt. Tại vì đó là cái ngày mà mình được thả ga trang trí nhà cửa từ ngoài vào trong, muốn làm hoành tráng, sặc sỡ, màu sắc kiểu nào cũng có thể làm. Xong rồi mùng 1, mùng 2 là cứ màu đỏ, màu cam, màu vàng, bắt cả nhà bận như thế. Anh, chị kể mà em thấy mắt chỉ long lanh luôn á. Mê bận. Mê luôn á.
Em là giống như là event gia đình á, home event á. Hồi nãy có nói nhỏ nhỏ cho anh Chí nhà Tết mà cho Chí một tuần. Rồi chị làm gì một tuần gì kể cho mọi người nghe chứ. Đại khái như bây giờ nhé, là mọi người sẽ quấn vải đỏ vải vàng xung quanh cây cao, xung quanh nhà. Sau đó là phải trang trí đèn từng cái cây một, xong rồi là làm nhiều cây đào, nhiều cây mai trước nhà. Rồi phải treo lồng đèn đỏ, lồng đèn vàng. Rồi xong rồi phải chuẩn bị mứt Tết, rồi hũ này hũ nọ. Xong rồi tới gần ngày là phải order hoa để trưng lên bàn thờ, order trái cây để trưng bàn thờ. Rồi ngày cúng mùng 1 phải làm cái gì, mùng 2 phải làm cái gì, ai xong đất mùng 1. Đại khái là như thế. Em ơi, em kể thấy gia đình em giống như du lịch sinh thái vậy đó. Như cái đầm sen vậy. Trang trí Tết là em làm theo season, em làm theo mùa này nọ, nó có concept đàng hoàng hả? Bởi vì em mới nói là đối với em thì trong cả một năm thì mọi người đã làm việc rất là vất vả rồi. Đặc biệt là những người mà làm kinh doanh thì nói chung là nguyên một năm phải bù đầu bù cổ. Thế thì chỉ có những cái ngày Tết đó là mình đúng nghĩa là được xả hơi, được tạm thời quên đi công việc để mà tập trung vào những cái người thân trong gia đình, vào những cái giây phút mà được thoải mái, được ăn, được chơi, được xả láng với nhau mà không cần phải lo cái gì cả. Rất là đồng ý với em. Thưa quý vị, con người chúng ta có một ngày nào đó mà chúng ta quên đi được công việc, đó là cái ngày tuyệt vời nhất. Là bởi vì bây giờ cái xã hội này nó bắt người ta cứ phải làm việc. Thậm chí những cái người mà người ta nghỉ Tết ngày xưa nghỉ từ 10 ngày, mười mấy ngày, rồi bây giờ lúc là còn 10 ngày, rồi thậm chí 7 ngày, 6 ngày, và thậm chí bây giờ còn 3 ngày thôi. Cái gì nó cũng có cái lợi cái hại của nó. Đôi khi, thưa quý vị, mình có 365 ngày để mình sinh sống trong một năm. Thì cái năm đó 365 ngày chúng ta đã dành cho bao nhiêu công việc rồi. Nó chỉ có vài ngày cho chúng ta nghỉ thôi. Tại vì các bạn tưởng tượng đi, người ta nói là năng lượng không tự tan biến đi mà được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các bạn nghĩ các bạn cứ cho nó ra mãi mà các bạn không có thời gian cho nó nạp thì làm sao mình có thể sống được, right? Những cái thú vui của em, nó là những cái thú vui mà nó tăng cái giá trị tinh thần của người cao vô cùng. Người ta nghĩ là vui vậy thôi, nhưng thật sự nhé, khi em nghỉ ngơi được, em sẽ có đủ minh mẫn để em làm ra nhiều cái nó còn hay hơn là em tưởng tượng em làm nguyên một năm. Đó là những cái giá trị tinh thần mình đang nói tới. Bây giờ về giá trị tinh thần của Vân đi, em cảm thấy là cái giá trị của em trong một năm em lấy được nhiều nhất từ cái việc nào? Nghỉ lễ, nghỉ Tết, hay là cái việc em gần gũi với gia đình, hay là cái việc em đi ra đường em làm việc? Thì thật sự đối với những cái người mà trẻ tuổi như tụi em bây giờ là công việc là trên hết. Tại vì mình đang ở trên cái con đường mà mình khẳng định bản thân mình, và mình làm những cái để chứng tỏ cho mọi người thấy là tôi là ai và là tôi muốn làm gì. Đồng ý. Thì thật sự là những cái ngày nghỉ lễ đó đối với em nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng để cho mình cảm thấy là một năm qua mình đã làm được gì rồi, và mình cần phải cải thiện bản thân mình trong một năm tiếp theo như thế nào và nhiều năm sau nữa. Thì đối với em, cái ngày lễ Tết đó, từng người sẽ có những cách để mà mình nạp lại năng lượng khác nhau. Còn đối với em thì nó sẽ là cái cách để cho mình lặng lại. Đặc biệt là khi mình làm nghệ thuật nữa, lúc nào mình cũng sẽ sôi nổi, mình tiếp xúc với rất nhiều người. Đó là cách em lặng lại để lấy thêm năng lượng. Và còn Trúc Nhân thì sao? Một năm đối với em, cái ngày nào là quan trọng nhất? Mỗi cái lần mà dịp Tết đến thì em rất là cảm thấy rất là vui khi mà em được về nhà với ba mẹ. Mặc dù là đến bây giờ ca sĩ, ca sẻo gì không cần biết, về nhà cũng quăng cái nệm xuống đất nằm ngủ vậy, chứ không có cái gì hết trơn. Cho nên là em cảm thấy là ở đâu thì ở, nhưng em vẫn cảm thấy ở nhà là ấm cúng nhất. Với người Việt mình, cái giá trị tinh thần nó quan trọng lắm. Tại vì cái người dân châu Á của chúng ta thiên về cảm xúc nhiều hơn. Người phương Tây thì họ cũng yêu thương gia đình chứ không phải là không, nhưng mà họ yêu thương bản thân mình nhất nhé. Tại vì bây giờ mình đem ra một cái chuyện đơn giản cơ bản nhất để chúng ta thấy được rằng là hôn nhân ở phương Tây nó khác với hôn nhân ở phương Đông. Hôn nhân là cái gì đó nó kết người ta lại một cách, nó tạo ra một cái vòng vô hình để người ta không dám tách ra khi một khi người ta đã dám kết lại. Tôi dùng từ là lỡ dại ký giao kèo. Còn ở phương Tây họ quan điểm là gì? Hôn nhân thực chất nó cũng là một cái sự gắn kết. Và nếu như gắn kết đó nó không được bền bỉ, chúng ta nên tách ra để sống cho hạnh phúc hơn. Như vậy thì cái suy nghĩ của họ về bản thân là nhiều nhất.
sẵn là chúng ta đang nói với tân niên, à, tân rồi tới niên là một năm, và vừa rồi để anh Trấn Thành cũng nói về hôn nhân nữa. Thì bây giờ Thúy Vân muốn đổi vị trí một tí và hỏi anh Trấn Thành một năm qua của anh như thế nào ạ? Tôi là cái người đặc biệt hơn người khác, tôi thích sự cô đơn. Anh thích cô đơn hả? À. Nhưng mà không phải là năm vừa rồi. Không. Cái sự cô đơn nó nên đến một lúc nào đó thôi, chứ đừng có luôn luôn và mãi mãi thì tôi mệt mỏi lắm. Em thấy là cái này là mình nói riêng ngoài chủ đề một tí, nhưng mà thật ra với việc là mình một người khán giả mà là một người ở ngoài á, thì một năm qua của anh Trấn Thành phải gọi là sóng gió nhiều, nhưng cuối cùng là một cái kết rất là có hậu. Cuối cùng cũng đáng nó kết nhiều. Lại vào một cái năm mà phải thật sự là em cảm thấy rất là vui cho anh, và cảm thấy là tất cả những gì mà anh chị vượt qua được và có được cái hạnh phúc trọn vẹn như vậy, thì đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay anh tươi như vậy, mà anh tốt với mình như vậy, mà anh khen mình nhiều như vậy. Merci beaucoup madame. Cảm ơn Thúy Vân đã đồng cảm. Và thưa quý vị, khép lại một năm của mỗi một con người, Thúy Vân và cả Thiên Lý cũng như là Trúc Nhân, họ sẽ có cách để đón nhận một năm mới của mình. Quý vị cũng vậy, hy vọng là sẽ có một năm thật là tuyệt vời, để chúng ta phải gặp đủ khó khăn thì cái cuối cùng, cái kết viên mãn sẽ làm cho quý vị trân trọng được những cái giá trị đó. Vì chúng ta đã biết được đau khổ là như thế nào thì hạnh phúc sẽ càng tăng lên gấp bội.